cứ đây nhóm thon ấy cứ ăn nâng để khơi ở cái bó bị ăn chui tụt nâng khá bán mà thì làm lại thì xong rồi bị mình đi ra bật xuân và cùng một kênh channel cơm hàng store video thay nhóm bà hàng nhận được như bà unbox review test to thì mùi nâng gimbal và stabilizer mà gimbal stabilizer mà Q-Zone phẩm bay đóng tụt nâng camera đã mình làm lại thu thái bán ok lấy những unbox về tầm nó và chúng ta bỏ bỏ máu nó về để làm mở mở chút nhé mà miên sập hơn nên nó prapra USB sạc mà đây chỉ gimbal mà stabilizer gimbal ok những bộ pra về tầm nó và rồi những đạn được sạc những bộ về tầm nó mà cái nhé về ở toàn smart này nó là bây giờ ở toàn chỉnh ba mà nó sẽ đẹp lạc đây những chỗ lạc thì thay những vớ nơi tầm nó những chỗ rồi nhiều máu vừa bị chụp nên năng mà cái lại nhớ bà nó bị ở là ca thì mùi năng ở stabilizer tụ năng được đây những lấy về máu mà những lấy chỗ lấy với những chỗ ba này mà tông power it's got you replay ấy bà ok replay ấy miền bà đang ở bên chờ lên nằm chờ bà chân chạy bắt mũi điện chạy lại bê tông mà nhưng mà chạy bê tông mình máu cứ bị phát đầy vậy em mình đến cứ được mua dùng lại xong không thể được thế mà thì ta mà dùm rạp bong bong vlogger youtuber nâng bà cho chất thọt video cả làm nào cầm xa nữa còn sản phẩm này ở tôi video cắt to like lội văn để văn online như nó và như luôn nhận sản phẩm này cho thoát rút và chưa hết gimbal là mình làm lại thu thái ông tự nâng camera và lấy dùng đi từ tele với này mới dùng chơi có đi dù máu chúng ta bao gồm Bluetooth sạc đây mà nếu như bao gồm Bluetooth sạc đây mới mua một con mơ biết là anh biết gimbal là đây này để gần đây cho nó Bluetooth ở gimbal lắm okay. Cho là bao gồm camera mình ăn chạy một tí lên tele này và mình thọt đấy, mình thọt thọ rụp hiệp sản lập trong đoạn video để lưu sạp lấy những chạy mà chạy thọ video thôi mà nó khi và lấy trong những một tay đa từ kháng cái mà nhầm đa từ cái tay nhầm thọ ở trong khi mơ việc smooth người tham ai pra ban vì chúng mua những lại thu thoại mình tên nữa mà xong rồi smooth em dụ dụng tiếp theo mà hơi này chưa nghi hàng cơ những anh bỏ đã ok như thế đặt đặt chương tục mà đặt để like stream like show theo video YouTube ít bạn anh đã đoàn bạn đi bán mà ok rồi mà đã lưu rồi chứ có
để đọc như vùng like thưa video và như luôn thu thay mình lên ở gimbal và phết stabilizer và phết ở Qzone mấy đi để mày thu thay lên là những ông ôn à giờ từ nhẹ từ nông của mong bán hàng trong miền stock sản nhé và lấy nhung nâng bằng hai nhờ nâng thoát từ hàng cái được thì thoát video được từ hàng cái bằng hai thì cả trên video thì ở gimbal gimbal nữa. Ok, chúng chụp kia nơi video cuối và chúng năng unbox review test to cho mỗi năng của phép ở một xây nhất mà là vì viên nằm lại lơ của phép chú xong này này của phép 3 assist gimbal tầm năng mà này mình phân xân mình bảo để nạ chứ là được mà phép view bạ bạ hai năng DJI thì lại chết đôi rồi tại đây còn đồ lại xong rồi này anh ấy thì lại lơ anh ấy anh ấy thì lại thu thay mình cứ đây nhóm thoát đi cứ ớt nâng để khơi ở cái bó bị ách chui tụp dùm nâng khá bán mà thì dùm lại thì xong rộng bìa mình ở đi ra ra đấy